Quảng Ngân Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị ơi, buổi chiều tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Du Linh, một cái trận mưa phải nói là rất là tuyệt vời, rất là mát. Mời bà con cô bác theo chân Duy Minh vào bên trong nghe quý cô chú anh chị. Đó, mưa lớn lắm quý cô chú anh chị ơi, rất là mát luôn nè. Ồ, quá là tuyệt vời ha. Bên trong thì anh buổi chiều này giờ này là mấy giờ anh Ngọc? Mới có 3 giờ mấy, gần 4 giờ, 4 giờ rồi. Gần 4 giờ quá anh. Hả? Thì trời mưa. Hồi như là lâu dữ lắm rồi là mấy anh em mình mới quay trận mưa ha. Bữa đó có anh Ngọc, anh quay bữa một trận rồi, đúng không? Bây giờ là tới Duy Minh nha quý cô chú anh chị. Chiều rồi quý cô chú anh chị ơi, trời mưa ở nhà ở mộ chú là rất là lớn luôn nha. Thầm tả luôn nè quý cô chú anh chị. Rồi. Chiều nay là mấy anh em mình chắc là không có lau dò mẫu được rồi quá. Nãy hai vợ chồng của Tiên vô lau sớm rồi nó chưa có mưa. Mấy anh em mình định chiều mới lau quý cô chú anh chị. Thì giờ chiều thì trời mưa quý cô chú anh chị. Hả? Bông bông. Nhưng mà nắng mà còn đó, mưa là dữ lắm rồi quý cô chú anh chị ơi. Ở đây còn có ba anh em mình Duy Minh với anh Ngọc với chị Bích dầm mưa luôn. Bữa nay dầm mưa với chú một bữa đây. Đó, có Hải vô nữa. Có Hải vô luôn quý cô chú anh chị ơi. Đó. Vô cho vui Hải ơi. Vô mưa mát đã lắm. Ồ Hải nó có cái dù quá đẹp rồi quý cô chú anh chị. Cái dù đâu hả? Gì hả? Rồi. Quá rồi, đi vô đây. Mộ chú nè. Nhưng mà có cái là nhờ không có gió nha quý cô chú anh chị. Không có gió là mưa nó không có tạt vô mộ chú. Lâu dữ lắm rồi mấy anh em mình quay mưa hả? Rồi. Cảm giác là những cái trải qua những cái ngày nắng nóng thì bà con cô bác biết rồi. Là mấy anh em ở đây phải nói là gặp cơn mưa là rất là vui luôn. Chẳng thảo mưa lớn một cái một nửa tiếng hay gì đó cũng được quý cô chú anh chị. Rồi. Mưa ơi xin mưa đừng rơi. Mưa ơi xin mưa đừng rơi. Đời từng chiều không còn nỗi nhớ. Rồi lớn luôn rồi bà con ơi. Rồi. Quá dữ rồi, mưa lớn rất là lớn. Đó. Rồi. Rồi anh Ngọc sao rồi? Tới em coi. Tới em vô trong ơi. Rồi tới em nha, vô trong. Wow, quý cô chú chị ơi. À, mua. Quá mưa rồi. Ồ. Mát mẻ rồi cậu ơi. Quá mát rồi. Mát quá cậu ơi. Rồi. Hả? Chuyện cây lên luôn hả? Mưa tầm tã luôn quý cô chú anh chị. À, mấy chú rồng này chắc đã lắm, mát lắm á. Rồi đây, qua đây ha. Rồi, quý cô chú chị ơi, giờ mưa mát quá. Đó. Bốn anh em mình bốn góc đi. Ngoài hiên mưa giờ, răng nói buồn vơ vơ. Hôm nay nó thật sự là nắng nóng lắm quý cô chú chị, cho nên là trời mưa xuống là Duy Minh rất là thích luôn. Trời mưa xuống rất là mát quý cô chú chị ơi. Chiều nay là trời mưa kiểu này chắc cái dài lắm á. Đó. Mưa tầm tã luôn nghe quý cô chú anh chị. Hải hồi sớm có hay tin gì chưa? Tin động trời luôn, cái chú đó dám chữ chiều lo.
cái chú hồi sớm coi video của anh thì biết cái chú mà chạy chiếc xe ấy á, xe 7 chỗ á, rồi kiểu như không có chửi ngay mặt nhưng mà chửi là xéo á, nó là đứa con vô ơn đó. Cái anh hỏi nó hai ba lần, tự nhiên đi ra rồi quay lại nói với anh, cái nói ủa chú đang nói ai hả chú, cái ổng không trả lời, ông nói cái ông nói nó gì hiểu rồi gì đó. Đi ra tới ngoài kia mới chửi, đi ra ngoài đường á, ở trong đây thì không có chửi nhưng mà đi ra mà vừa đi ra tới ngoài kia là chửi. Đúng rồi. Trong đó anh có biết đâu, ổng ấm ấm coi lại video của anh là biết liền gì. Rồi. Đúng rồi, bên cô Sáu. Tại vì quá trời mưa luôn nha quý cô chú, chắc là mát lắm quý cô chú chị ơi. Chú không nói hôm ngày tao nắng gần chết, bữa nay mưa đá đã quá đã. Đúng rồi, cho cái cây lẻ bạn nó tốt lên, bữa nay thấy nó cũng mấy rồi. Hồi đó nhớ là mấy anh em mình cái thời trước á, khi mà trời mưa mấy anh em mình hạ cái dù xuống nè, sát xuống đây luôn, nhớ không? Cái mình ngồi khúm trong đây nè, ngồi khúm trong đây nè quý cô chú anh chị. Ôi nhớ được đó không? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Mình ngồi đây nè. Đúng rồi. Cái ghế lùng nha. Ghế lùng á. Chị không lấy dù. Dù chị không đem vô. Có dù mà, có dù ngoài kia mà. Cái dù của gì mình khác á, dù to lắm. Dạ, bố tới giờ chị còn giữ hả? Giữ chứ. Ừ. Nhà có mấy cái dù nè, quý cô chú vậy. Cái dù này là cái dù của chị Kim Minh Nguyễn nè, tới giờ còn luôn á. Ở nhà anh Ngọc cũng còn giữ mấy cây nữa. Chắc mùa mưa này chắc phải kêu anh Ngọc đem vô quá. Không có cũng gan đó. Từ lúc mà anh chia sẻ tới giờ ha, có một vị khán giả đầu tiên á là chữ chìm lon cái thời đó là trước 100 ngày nó, thì tới bây giờ cho đến hơn một năm mấy rồi mới có cái chú đó là chửi gì đó, chứ đó giờ chỉ có hai người thôi đó, hai người dám chửi thôi. Một mày người là ờ trời mưa ông khóc luôn rồi đó. Xúc động quá khóc luôn. Mà ý là chữ xéo chứ gặp mà chữ ngay thì anh hỏi rồi, anh còn hỏi nữa mà, anh hỏi chú nói ai hả đó, thì ông nói là ông không trả lời, xong cái ông mới nói là nói gì là hiểu rồi gì đó, phải chị ông nói ngay là anh hỏi ông nữa, hỏi sao mà tại sao chữ chị này kia luôn. Đó quyến mộ rồi. Đúng rồi, tới quyến mộ quyến đi còn chửi nữa, ý là anh không hỏi nữa nha, anh mà hỏi chắc chửi nữa. Quyến mộ thì quyến đi rồi về được rồi, chửi gì mới nữa. Trời mưa rất là to luôn nha quý cô chú anh chị, tầm tã luôn ha. Đó trời luôn. Sao anh không lấy cái máy kia, cái máy này hả? Lấy máy kia quay, trời ơi quay máy này đục ngầu, ai xem, quay máy ấy mới được, quay trời nhầm nhé gì chống nước mà này, em thấy không, thấy máy không, quay máy là máy xịn đừng cho khán giả người ta xem chứ, đúng không? Phải quay máy xịn đừng cho khán giả ta xem mới trong. Áo sợ trời mưa. Có dù hai cây luôn mà sợ gì anh? Thấy không, Hải nó sử dụng có một cây màu kìa. Đó, Hải nó sử dụng có một cây màu, thấy không? Còn hai anh em mình là hai cây luôn. Sợ đi, đừng sợ. Mình sợ là nó mau ấy lắm, còn mình không sợ là xài nó bệnh lắm. Ừ. Anh thấy cái 13 của em không? Xài mấy năm nay đó. Em bò càng bò nỉ luôn ngoài nắng ngoài mưa gì. Đâu có sợ đâu.
rồi nổi nước luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Đây để đi ra đây ha, bây giờ bà con quá rồi ơi, mưa nổi nước luôn quý cô chú anh chị ơi nè. Rồi đó, mưa phải nói luôn, hồi đó thì ở miếng ngoài đó đó quý cô chú anh chị, mưa nổi nước cá là ở dưới hầm á là lên luôn. Lấy ra đi anh Ngọc ơi, lấy ra luôn đi cho mát chứ có gì đâu. Trời ơi, ông nói hôm giờ tao đã trong mưa còn chết mày chị mát mà anh thấy mấy mẫu của tao không sao cho mát. Ngọc anh sợ ướt cái mão của chú che là không sao đâu. Đó, mưa lớn luôn quý cô chú chị, ướt đầu luôn rồi quý cô chú chị ơi, ướt đầu Di Minh luôn rồi. Quá đẹp rồi luôn. Trời ơi, mới mua có chút xíu là đậm nước luôn rồi, đậm dũng luôn nè quý cô chú chị. Rồi quá rồi, tầm tả luôn quý cô chú anh chị ơi nè, mưa mới có chút xíu mà nổi nước luôn ha anh. Trời ơi, phải nói là chặn mưa là kinh điển luôn quý cô chú vậy, mưa ngày ngày càng lớn luôn. Trời ơi à, quá lớn rồi quý cô chú chị ơi, bây giờ muốn thắp hay thì thắp hương cho chú cũng đâu thắp được đâu, giờ đốt thuốc đi. Anh Ngọc, anh Ngọc ơi, rồi 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 đó rồi, rồi che em đốt thuốc đây thôi. Rồi đi đây đó, mời cô chú anh chị nhập cái chương trình clip này, mời cô chú, mời cô chú chạy vô lên Ngọc thì vô kênh YouTube Ngọc với mộ mộ cho Ngọc. Ngọc không biết nói gì hơn, Ngọc cảm ơn ông bà cô chú chị rất nhiều nha. Bà cô chú anh chị ơi, vô kênh YouTube Ngọc Vũ Mộ ủng hộ kênh YouTube Ngọc Vũ Mộ. Mưa ơi mưa xin mưa đừng rơi, mưa ơi mưa xin mưa đừng rơi. Đốt cái thuốc cho chú ha quý vị như vậy. Đây. Quá trời luôn. Trời mưa tầm tã cởi nó mình tối ra đi nó bay nữa đó cho. Nó mình cứ lấy đi. Cho thoải mái đi. Đó. Hồi đó khi mà cái thời mà Di Minh cùng với một số anh em á quý cô chú anh chị còn ở đây nè, thì là mấy anh em là ngồi ở đây xung quanh ở đây để là tâm sự trò chuyện với chú luôn. Lúc đó là chú mới có mắt thì chưa được hơn hơn 100 ngày rồi, 300 ngày rồi. Ok đó, bây giờ anh hạ dù xuống một xíu ra, anh hạ đây anh cầm này thôi. Ô quên, anh cầm luôn chứ anh che cho anh mà. Hạ dù xuống chút xíu đi, anh giữ điện thoại anh cho. À, nó bắt đầu anh Ngọc cho anh Ngọc hạ xuống tí xíu ha. Rồi vô thôi anh. Rồi ok ok được rồi đó. Rồi. Đó. 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 Ok đó quý cô chú anh chị ơi. Cái dù đó hồi chắc nó xẹp luôn á. Thôi đừng đẩy nữa anh ơi, đừng đẩy nữa, anh đẩy họ rớt xuống nữa đó, đẩy cũng rớt nữa mà, để cho mát chứ. Anh xếp cái dù kia lại đi, dù đó lớn để xài anh chịu. Quá trời luôn rồi, cái xù dù lớn anh để xài nó ít tạc. Có chân hình đông. Đó, dù
Trời mưa quá rồi quý cô chú chị ơi, tầm tả luôn mấy anh em mình. Đó. Đi vòng vòng ha quý cô chú chị. Mẫu quý chú nè. Dạ chiều nay là mấy anh em mình xin phép nổi nước rồi quý cô chú chị. Nè. Nổi nước rồi đó. Nhớ là cái cảnh mưa ngày xưa thì mấy anh em mình quán quýt bên nhau rất là đông luôn, có khi là cả chục anh em luôn, mười mấy người ngồi xung quanh che dù quý cô chú anh chị. Nhìn lại cái cảnh tượng ngày xưa là rất là vui luôn ha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì anh em chỉ còn có mấy người thôi quý cô chú anh chị, nhưng mà không vì đó mà làm cho mấy anh em mình nản chí nha. Thì mình vẫn là ở đây và luôn cùng đồng hành với một số anh em nào mà còn ở đây ha quý cô chú anh chị. Đó, anh Ngọc nè, chị Bích nè. Chị Bích thì cũng hay vô sớm lắm quý anh chị, chiều cũng về trễ lắm. Quá trời ơi, mưa gió quá trời quý cô chú anh chị. Đó. Mưa ơi mưa rơi, xin mưa đừng rơi, để từng chiều không còn nỗi nhớ. Rồi, chuyển qua dòng rồi, chuyển qua dòng rồi. Đó. Thì mình mới đốt thuốc nha, đốt thuốc thì đúng rồi, nước chảy là linh láng luôn à quý cô chú vậy nè. À, đó thấy chưa, đó linh láng nổi nước luôn đó. Rồi quá ngon lành luôn anh ơi, ngon lành luôn ha. Đốt thuốc à hả? Đốt đốt à. Đó, mấy chú rồng thì rất là tốt luôn quý cô chú anh chị. Trời mưa rồi, mấy chú rồng tốt quá quý cô chú anh chị ơi. Nè, lên phải nói là xanh ấm luôn. Nè, xanh ấm luôn ha. Đó. Bà con cô bác nếu mà yêu quý với mình thì nhắn like và đăng ký. Cũng như là nhắn vào cái chuông thông báo để khi mà Duy Minh đăng video lên. Để là thông báo cho bà con cô bác biết ha. Đó, đây còn đây là hình ảnh của chú nè. Chiều nay là mấy anh em mình là chắc là không có lao mộ được rồi quý anh chị. Mà trời mưa gì nó cũng tràn sạch nữa quý chú anh chị. Đó, trời mưa thì sạch lắm. Chủ yếu là mình lao cho khô rồi thôi. Đó. Ồ, rất là tuyệt vời luôn nha. Mẫu chú là trời mưa tầm tã luôn quý cô chú anh chị ơi. Mấy anh em kia thì người ta đã đi bớt rồi quý cô chú anh chị ơi, đi quay thầy Thích Minh Tuệ rồi, đi view nhiều, nhưng mà cái tình cái nghĩa mình cũng dán ở đây ha. Ơn đền nghĩa trả quý cô chú anh chị, cho nên là mình dán ở đây thôi. Mình chia sẻ bên mộ của chú á, tuy là ít view nhưng mà mình cảm thấy rất là vui quý cô chú anh chị. Đó, rất là vui luôn. Có mấy anh em quán quýt ở đây, có cơm ăn cơm, có cá ăn cá, có mắm ăn mắm quý cô chú anh chị. Có tàu hủ ăn tàu hủ. Trung thành với chú nha. Cá lên luôn á. Hồi xưa ở ngoài đó cá trời mưa á, nó nổi nước á, cá nó tràn ra quý cô chú anh chị. Mua nãy giờ là 20 phút rồi quý cô chú anh chị ơi. Đó mà hơn 20 phút chứ, tại vì lúc mà trời mưa là mấy phút rồi Duy Minh mới đi ra. Thì bây giờ là hiện tại giờ, bây giờ là Duy Minh thấy là con số đang nhảy số là 19 phút quý cô chú anh chị. Đó. Nửa tiếng rồi ha anh. Mua nửa tiếng rồi, không tới nửa tiếng, hai mấy phút à. Hả? Không, tại vì em biết em mở máy lên giờ mới có 19 phút à. Là mua hai mấy phút là cũng gần 30 á. Tại vì em mở máy trời mưa là em mở máy, em soạn máy lên là lại. À, em hiểu rồi anh ơi. Nếu mà buổi chiều á, mình hạ cái này sát xuống luôn, là mấy cái con ấy nó không ăn đâu. Ừ, thì mình hạ cho cái này nó sát xuống luôn đây nè, nó phủ xuống đây nè. Không đâu hả? Ở chiều em làm thử coi, em thấy xác được đó. Hạ xác luôn. Rồi. Trận mưa này dai lắm quý cô chú anh chị ơi.
Bây giờ để Duy Minh coi mấy giờ ha. 4 giờ 4 phút. 4 giờ 4 phút nè quý cô chú anh chị. Là 16 giờ 4 phút mà chưa tạnh luôn, nửa tiếng đồng hồ rồi mà chưa tạnh luôn. Chưa tạnh luôn rồi mấy anh em mình lạnh luôn rồi đó quý cô chú anh chị. Đó. Dạ. Đó. Thì chờ mưa ở đây thì mấy anh em cũng dẫn ghi hình luôn ha quý cô chú anh chị cho bà con cô bác cùng xem ha. Đó, để Duy Minh đi vòng qua đây. Vòng qua đây nè ha. Các mẫu khác thì bà con cô bác ở ngoài đường nước thì nước chảy thênh thang luôn. Đây. Nước chảy thênh thang luôn quý cô chú anh chị. Đó. Đây. Đó. Nước chảy là lên lá luôn nha quý cô chú anh chị nè. Đó. Quá trời luôn nước rồi quý cô chú anh chị ơi. Nó chạy xuống cái đường này á, hổm cá nó đi theo đường này nè. Cá chơi rồi với cá gô nó đi theo đường này rất là nhiều luôn nha. Ở bên đó là mẫu ủa, không phải. Nó lộn. Bên đó là cái hình ảnh của là cái tấm biển Du Lan báo hiếu. Ngày 29 tháng 8 tức là ngày 14 âm lịch. Ngày 14 tháng 7 âm lịch năm ngoái đó quý cô chú anh chị. Là cái tấm đó là cũng là cái tấm mà chị Hồng Loan. Chị lên chị hát cái bài hát Mùa Chôm Chôm đó. Đó. Cho tới bây giờ thì bữa đó thì bữa đó thì nó sập xuống. Vì mình phải gắn lại quý cô chú anh chị. Gắn lại cuộc là cuộc dây gàng lại rồi, cho nên hôm nay trời có mưa thì nó cũng không có ngã nha. Đó. Còn ở đây thì bà con cô bác thấy là có xe taxi nè. Taxi hoài không biết sao hai Long An tới. Có ghé đây không? Không biết là ai luôn nè. Có hồ à. Có bà cụ. Ủa ha. Ở Duy Minh đi vòng qua bên đây nha quý cô chú anh chị. Vòng qua bên đây ở mộ của chú Thanh Sang nè. Mộ chú Thanh Sang nè. Đó. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang nha. Chú Thanh Sang là một người anh phải nói là tuyệt vời đối với là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Chú Thanh Sang khi mà chú Vũ Linh mà ổng trước khi ổng mắc á mà ổng hay thường là nhâm nhi một vài ly rượu, ly bia chứ. Thì ổng hay nhắc tên của chú Thanh Sang lắm. Nhớ những cái người anh của mình đã dẫn dắt mình vào một cái công ty để ký hợp đồng. Đó. Cho đến ngày hôm nay thì cái tình cái nghĩa là chú không bao giờ quên ơn, cho nên là mỗi lúc nào chú nhâm nhi một vài ly bia thì chú đều là nhắc cái tên của chú Thanh Sang vào ha quý chú anh chị. Đây thì chờ mua. Ủa anh Ngọc đâu rồi? Ngọc vô hả? Rồi anh Ngọc vô luôn rồi. Ủa chạy hả? Ủa quý cô chú anh chị thì trời rất là mưa thì lạnh quý cô chú anh chị. Mà mưa mà rất to luôn nha. Mưa to lắm á. Đó. Đó cho nên là mấy anh em cũng chú đồng chú vô trong rồi quý cô chú anh chị ơi. Mà nhờ hơn là mấy anh em mình có hai cái dù nha. Hai cái dù cho nên là không sao. Đó quý chú anh chị. Chắc là phải Duy Minh cũng xin kết thúc video quá quý cô chú anh chị. Đó, mấy một số anh em cũng đã đi vào rồi. Đó. Thì bà con cô bác chia sẻ video giùm Duy Minh để là Duy Minh có cái động lực chia sẻ tại mộ của chú cho bà con cô bác cùng xem nha. Đó, bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con, hẹn bà con là một cái video tiếp theo nha. Xin chào bà con ạ.